chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình thời sự 18 giờ 30 phút cuối tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình hôm nay, chủ nhật 23 tháng 4 có một số thông tin đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên gia đình chiến sĩ công an và hai công nhân bị xe nghi chở hàng cấm tông tử vong. Tìm giải pháp gỡ thẻ vàng thủy sản. tin thế giới, sau đó hoạt động hưởng ứng ngày trái đất trên thế giới. Ngày 23 tháng 4, 2023, huyện Cần Chuột tổ chức tri ân tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 1975, 30 tháng 4, 2023 và trao học bổng tiếp sức đến trường cho sinh viên vừa khó học giỏi trên địa bàn huyện. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải tham dự. Theo đó, Quỹ qua Hòa Bình tặng quyền cần dược 100 triệu đồng chăm lo cho gia đình chính sách, Quỹ Khuyến học Nguyễn Thị Một trao 12 suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng một năm học, nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các em phấn đấu học tập, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Dịp này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận tặng 10.000 đô la Mỹ cho quỹ khuyến học Nguyễn Thị Một để đồng hành giúp đỡ các em sinh viên vừa khó học giỏi trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Duộc Nguyễn Anh Đức cảm ơn sự quan tâm của nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Quỹ Khoa Hòa Bình do Mạnh Thường Quân đã có những phần quà chia sẻ động viên gia đình chính sách và hỗ trợ cho Quỹ khuyến học Nguyễn Thị Một, góp phần tạo thêm nguồn quỹ hỗ trợ kịp thời các em sinh viên hiếu học khó khăn. Thưa quý vị, sáng nay Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đến viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được và đoàn công tác tỉnh Tháp Hương dành phút mặc niệm bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào qua đây bí thư tỉnh ủy gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình nén đau thương và sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Thiếu tá Hào vào ngành công an từ tháng 10 2009 gần 14 năm gắn bó với ngành. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và được nhận quy chương chiến sĩ dễ dàng hạng ba. Ngoài ra còn được ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc công an tỉnh, ủy ban nhân dân quyền tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Trước đó, ngay khi nhận được thông tin, trong sáng hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Đức Hòa đã đến thăm viếng, chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Như đã đưa tin, vào chiều ngày 21 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát 49C29601 nghi ngờ chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông công an quyền trước Hòa ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Dù việc làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu. Để kịp thời động viên gia đình hai nạn nhân là người đi đường bị xe nghi chở hàng cấm thông tử vong trong vụ việc nói trên, hôm nay Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Lê Thị Thu Cúc cùng đoàn công tác đã đến huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang để thăm hỏi chia buồn và động viên thân nhân gia đình anh Quỳnh Nguyễn Chí Mẫn, một trong hai nạn nhân nói trên. Trước đó, hôm qua 22 tháng 4, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân Phan Thị Kim Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh đánh diễn hai nạn nhân tử vong và chia buồn cùng gia đình, đoàn công tác liên đoàn lao động tỉnh Long An trao cho mỗi gia đình số tiền 8 triệu đồng để phần nào chia sẻ nỗi khó khăn mất mát. Được biết hai nạn nhân là công nhân của công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thái Hòa đóng trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Liên quan đến vụ việc này, hôm nay 23 tháng 4, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người. Ngoài khởi tố vụ án, công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, thu giữ 6 kg và 18 bánh nghi là ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và đoàn Cục Thương mại Châu Hồng Hà, doanh nghiệp tỉnh Dân Nam Trung Quốc có buổi khảo sát và kết nối giao thương với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An. Đoàn khảo sát thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Vũ, huyện Thủ Thừa, công ty thuộc lĩnh vực xuất khẩu gạo. Doanh nghiệp cho biết chỉ tính riêng tháng 3 năm nay, sản lượng xuất khẩu gạo của công ty đạt gần 70.000 tấn, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Qua gặp gỡ lần này, công ty cũng mong muốn có thêm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Trung Quốc. Tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Chanh Diệt, huyện Bến Lức, đoàn nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và tham quan tại công ty. Hiện trang trại có hơn 150 hecta diện tích trồng chanh không hạt. Công ty còn xuất khẩu nhiều sản phẩm từ chanh đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước đó, đoàn đã đến khảo sát về quy trình đóng gói và bảo quản các mặt hàng nông sản như thanh long, xoài tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruit, huyện Châu Thành. Chúng tôi đã tìm hiểu được rất nhiều các cái sản phẩm hoa quả. Thì trong đó có hai cái sản phẩm đặc trưng nhất đó là quả xoài và quả thanh long của tỉnh Long An. Thông qua cái chuyến đi khảo sát này và tiếp tục nghiên cứu để có thể là tăng nâng cao cái cái sản lượng mà nhập khẩu thanh long này vào thị trường của tỉnh Vân Nam cũng như là thị trường của Trung Quốc. Qua chuyến khảo sát lần này thì chúng tôi nhận thấy rằng là tỉnh Long An có rất nhiều những sản phẩm thế mạnh mà hiện nay cũng đang xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai Hà Khẩu đặc biệt là mặt hàng thanh long. Vì với những cái thế mạnh đó thì Sở Công Thương Lào Cai cùng với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chúng tôi tổ chức cái hội nghị này để nhằm kết nối các doanh nghiệp làm sao để thúc đẩy hơn nữa cái hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản qua cửa khẩu Lào Cai, Hà Cộng chương trình lần này là cơ hội để các nhà cung cấp sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh có thế mạnh xuất khẩu được gặp gỡ trao đổi gắn kết hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu logistics của tỉnh dân nam trung quốc đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phía cục thương mại châu hồng hà tỉnh dân nam trung quốc được trực tiếp khảo sát và đánh giá đúng tiềm năng quy mô sản xuất nông sản của tỉnh long an Kim ngạch xuất khẩu của Long An giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân hơn 48% một năm, trong đó kim ngạch của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI chiếm khoảng 70% trong giá trị toàn tỉnh. Mặc dù mức tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 và 2022 của tỉnh không đạt so với kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm 2021-2025 là 13 đến 13,5% một năm. Tuy nhiên, thời gian qua, Sở Công Thương tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tận dụng cơ hội thị trường ổn định sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tham nhập thị trường tiêu thụ với, nhằm đa giảm quá thị trường xuất khẩu, chú trọng xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm, kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa trong thị trường nội địa và xuất khẩu nhằm góp phần ổn định phát triển kinh tế của tỉnh sau dịch Covid-19. Kết quả cho thấy, hoạt động xuất khẩu có nhiều khởi sắc so với năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu phong phú và chuyển dần từ nhóm hàng nông sản sang công nghiệp chế biến chế tạo, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2022 ước đạt 6,7 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 104% kế hoạch, tăng hơn 8,9% so với cùng kỳ. Hiện diện tích trồng mít thái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã lên đến con số dài chục ngàn hecta, nhiều nhất là các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Hậu Giang, Bến Tre. Tại Long An, mít được trồng chủ yếu ở các huyện Đồng Tháp 10, tùy theo giá cả, thời điểm, diện tích trồng mít tăng giảm khác nhau. Anh Nguyễn Văn Hiến, xã Bình Thạnh, quyền Mộc Quá đã gắn bó với cây mít 5 năm qua. Ngay cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá mít xuống thấp, chỉ có vài ngàn đồng một ký, thậm chí không ai mua, nhưng anh vẫn bám trụ cây mít. Từ 2 hecta nay anh mở rộng lên 4 hecta Theo anh Hiến, chỉ cần mít có giá 7-8 ngàn đồng một ký, thì nông dân cũng có lợi nhuận cao hơn cây lúa mà như mà vô mùa dịch hai năm mùa dịch hai ba năm mùa dịch là bán có bốn năm ngàn năm ngàn ký vô mấy năm mùa dịch là nói chung là bán không có được tại mùa dịch nó mình không có đi xuất khẩu được á với mà không có thương lái gì lại mua vừa qua dịch là bắt đầu mít nó có lên giai đoạn đó thì mít nó nằm tầm là mấy hai chục ngàn ký à. còn giờ nó lên là nói chung là có bốn năm chục có mấy hai chục ngàn có Toàn tỉnh có gần 3.000 hecta mít, diện tích cho trái trên 1.700 hecta, năng suất đạt 16 đến 20 tấn 1 hecta, sản lượng 27.000 đến 34.000 tấn. Sau thời gian giảm giá kéo dài, từ những tháng cuối năm 2022, mít bắt đầu tăng giá trở lại và duy trì đến hiện tại. Trong đó, mít nhất giao động từ 30 đến 40.000 đồng một ký, mít nhì từ 18 đến 28.000 đồng một ký, mít kem loại lớn và loại nhỏ từ 13 đến 25.000 đồng một ký mít kem loại 3 khoảng 8.000 đồng một ký. Hiện tỉnh đang triển khai đề án thí điểm xây dựng dùng nguyên liệu cây ăn trái dùng đồng tháp 10. Trong đó, mít là một trong những cây trồng được lựa chọn xây dựng dùng nguyên liệu đạt 3.500 hectare vào năm 2025. Liên quan đến vấn đề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các huyện Đồng Tháp 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo đối với các trường hợp đào ao mới từ đất trồng lúa để nuôi tôm thẻ không đúng quy định phải kiên quyết xử lý và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đối với diện tích đã nuôi trước đây địa phương tiến hành ra soát thống kê đầy đủ để tăng cường quản lý theo dõi chặt chẽ theo đó phải có hệ thống hạ tầng ao nuôi trang thiết bị đặt yêu cầu kỹ thuật chấp hành đúng quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thủy sản bảo vệ môi trường không xả nước thải bùng thải ra môi trường được biết, năm 2022, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại các huyện dùng đồng tháp 10 là hơn 369 hecta Đến tháng 4, 2023, diện tích này là hơn 377 hecta tăng hơn 7,8 hecta chủ yếu tập trung tại các huyện Mộc Quá, Tân Hưng, Tân Thành, Thạnh Quá và thị xã Kiến Tường. Thời gian qua, từ khi xuất hiện việc người dân tự ý đào ao nuôi tôm thẻ tại các huyện dùng đồng tháp 10, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi tôm thẻ trên địa bàn. Để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ tư của EC về các hoạt động đánh bắt IUU, các địa phương gian biển đang khẩn trương rà soát nhiều công việc để đáp ứng yêu cầu khi có đoàn kiểm tra. Theo dự kiến, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Đây là lần thứ tư đoàn sang Việt Nam và cuộc làm việc lần này có tính chất quyết định về việc liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng thủy sản hay không. Chính vì vậy, do lúc này, các tỉnh thành gian biển đang gấp rút bàn thảo và tìm giải pháp để thực hiện triệt để những khuyến nghị của EC. Việc nỗ lực gỡ được thẻ vàng không chỉ thể hiện Việt Nam đang hướng đến việc khai thác bền vững mà còn khẳng định vị thế của một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và uy tín trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị, những năm qua công tác hòa giải ở cơ sở huyện Cần Đức tỉnh Long An được thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cứ nghĩ khúc mắc của mình sẽ phải đem lên tòa án để giải quyết, nhưng nhờ các thành viên trong tổ hòa giải cơ sở địa phương đến phân giải vấn đề một cách thấu tình đạt lý, nên ông Nguyễn Hoàng Vũ vừa không mất đất mà còn giữ được tình làng nghĩa sớm với người tranh chấp trên đất. Rồi cũng tranh cãi vài bữa vậy rồi cái nhờ chính quyền địa phương trưởng ấp rồi giải quyết xuống hòa giải trong vòng bữa hai bữa rồi cái nói chung giờ tụi tôi vậy, bình thường mà không có gì hết xuống rồi cái mời hai bên lại rồi hòa giải rồi mình ra mình cắm ranh đồ lại rồi ấy rồi thì cũng vui vẻ bình thường không Hơn 10 năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông võ thanh liêm tổ trưởng tổ hòa giải ấp hai cho rằng để quá giải thành công những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Trước hết, người làm công tác quà giải phải hiểu biết về pháp luật. Đặc biệt, quá trình thương thảo giải quyết vụ việc phải khách quan, công tâm để tháo gỡ khúc mắc giữa đôi bên một cách thỏa đáng và tránh kiện tụng dược cấp. Khoa học về luật dân sự, biết cái nhiều lực gì luật đất đai hay là luật hôn nhân thì từ đó mình có cái cơ sở để có cái hướng giải quyết tốt hơn thì công cách và giải cách hòa giải nhất là làm sao cho cái tình lại ngày sớm nó gắn bó thì từ đó mình mới tìm hiểu nhân dân mới đưa họ đến gần với nhau rồi mình tiếp cận với họ rồi giải thích cho họ những cái cái này nó là đúng là sai giữa hai bên để thuận nhau đến nay quyện Cần Đức có 115 tổ quà giải cơ sở với trên 600 quà giải viên để tham gia tốt công tác quà giải chính quyền địa phương cơ cấu các thành viên này vào các hội đoàn thể xã bí thư trưởng ấp hay những người uy tín có tiếng nói ở địa phương thì đến nay thì trên địa bàn huyện thì có 90% mươi hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải theo chương trình khung do bộ tư pháp ban hành thì qua đó cũng đã giúp cho công tác hòa giải cơ sở trong thời gian qua đạt được những kết quả rất là tích cực trong đó thì tỷ lệ hòa giải thành sẽ tăng qua các năm trong trong năm 2022 thì tỷ lệ hòa giải thành là 97,8%. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, việc hòa giải cơ sở không chỉ để giải quyết những mâu thuẫn nhất thời mà còn giúp hàng gắn tình làng nghĩa sớm, tình cảm gia đình được gắn bó bền chặt, hạn chế mất đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Một số nội dung trong phần tiếp theo của chương trình phát huy hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ đào tạo việc làm cho thanh niên. Trên thế giới, số đỏ hoạt động hưởng ứng ngày trái đất trên thế giới. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc đánh giá miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ, kiểm soát các ổ dịch và tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, cùng với đó xây dựng kế hoạch, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị cho người bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh, chủ động triển khai ngay kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học, tăng cường kiểm tra, đồng đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 đang có xu hướng gia tăng. Hôm qua, 22 tháng 4, cả nước có thêm hơn 2.300 ca mắc COVID-19 mới, một bệnh nhân tại Hà Nội tử vong. Giai đoạn 2020-2022, các chính sách pháp luật hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên của tỉnh đã góp phần duy trì việc làm, tạo thêm việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho trên 48.800 thanh niên. Qua đó, trên 90% thanh niên được cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu có việc làm ổn định trong doanh nghiệp sau khi được đào tạo. Giai đoạn này, tỉnh đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm lưu động, tư vấn nghề cho 500.000 lượt lao động, giải quyết việc làm cho hơn 68.300 thanh niên, Ngoài ra, giai đoạn 2020-2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận và đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho hơn 1.000 thanh niên hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, 100% bộ đội xuất ngũ sau học nghề được giới thiệu có việc làm hoặc tự tạo việc làm. Thời gian tới, ngành lao động tiếp tục phối hợp sở ngành liên quan, địa phương tuyên truyền các chính sách pháp luật hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên của tỉnh. Ngày 22 tháng 4, 2023, huyện Cần Đức đăng cai tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ chung dòng sông Sò Rạp lần thứ 8 năm 2023. Đông đảo lãnh đạo cán bộ công chức các huyện thị xã gian dòng sông Sò Rạp gồm huyện Cần Đức, Cần Duộc, tỉnh Long An, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến dự chương trình giao lưu diễn ra với nhiều nội dung phong phú đặc sắc các quyện thị chung dòng sông xòa rạp mang đến liên quan nhận thức mục văn nghệ được đầu tư công phu mang đậm nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương qua các thể loại ca múa nhạc tân cổ ca ngợi về đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước ca ngợi về thành tựu của địa phương trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập và phát triển Cùng với chương trình văn nghệ, các đại biểu và nhân dân địa phương cùng xem phim tư liệu giới thiệu nét văn hóa tiêu biểu và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của các huyện thị. Qua đó cùng trao đổi kinh nghiệm, mở rộng địa bàn liên kết, hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Với tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị tham dự liên quan hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Cần Đức nhằm giúp người nghèo khó khăn dương lên trong cuộc sống. Trước đó, các đơn vị dân sông Sò Rạp được tham quan các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Cần Đức, giao lưu và thưởng thức đần ca tài tử tại đình Giang Phước, xã Mỹ Lệ, tham gia thi đấu các giải vườn vợt, bóng bàn và bóng đá mini. Chiều hôm qua, 22 tháng 4, tại trung tâm hội nghị Adora quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, công ty mỹ phẩm Sài Gòn đã có buổi tri ân khách hàng với sự tham gia của hàng trăm đối tác, nhà phân phối, nhà cung cấp lớn của công ty, các chuyên gia hương từ những công ty hương hàng đầu thế giới và các chuyên gia quốc tế chuyên nghiệp về tạo mẫu và chăm sóc tóc. hai năm đại dịch đã gây ra không ít khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của người sáng lập đầy tận tâm, Chủ tịch Nguyễn Kim Hòa, nguyên đại biểu Quốc hội, sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên và với sự đồng hành gắn bó của nhà phân phối, các đối tác, mỹ phẩm Sài Gòn vẫn đã duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong buổi tri ân khách hàng lần này, mỹ phẩm Sài Gòn đã giới thiệu hai dòng sản phẩm là dầu gội Fresh và nước hoa Cindy với nhiều cải tiến ưu việt. Dầu gọi Fresh được sáng tạo từ những nguyên liệu thiên nhiên với sự nghiên cứu phát triển và thử nghiệm kỹ lưỡng của đội ngũ R&D chuyên nghiệp. Nước hoa Cindy là bộ sưu tập nước hoa với những mùi hương kinh điển nhưng không kém phần hiện đại. Fresh và Cindy cũng là hai thương hiệu đã có bề dày phát triển của mỹ phẩm Sài Gòn đã trở thành sản phẩm không thể thiếu của hàng triệu phụ nữ và gia đình Việt. Công ty mỹ phẩm Sài Gòn có một cái tầm nhìn là luôn là công ty Việt Nam dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nước hoa thì mục tiêu chúng tôi là đến năm 2027 chúng tôi sẽ đạt mức doanh thu là trên 1.000 tỷ để làm được điều đó thì chúng tôi sẽ có ba kế hoạch chính như sau thứ nhất là chúng tôi sẽ luôn nâng cấp và chất lượng sản phẩm kế hoạch thứ hai của chúng tôi là chúng tôi sẽ liên tục phát triển thị trường chúng tôi đầu tư dựng dạng thương hiệu kế hoạch thứ ba của chúng tôi là không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tại buổi tri ân khách hàng công ty đã trao nhiều giải thưởng giá trị để tri ân nhà phân phối và vinh danh các nhà phân phối đạt kết quả tốt thể hiện sự ghi nhận trân trọng sự cam kết gắn bó bền chặt và phát triển không ngừng nghỉ của mỹ phẩm sài gòn trên hành trình xây dựng một công ty mang tầm cỡ quốc tế trong tương lai